Tăng trải nghiệm khách hàng ngành F&B bằng phần mềm của F&B. Chào các bạn đến buổi đào tạo Go F&B. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề đó là tăng trải nghiệm khách hàng ngành F&B bằng phần mềm Go F&B. Đây là Kiều Ly, một trong bốn trainer của GoSell. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với chủ đề này mục đích để cho các bạn tìm hiểu là với một phần mềm đem đến cái sự trải nghiệm cho khách hàng như thế nào, và cái mục đích bán hàng của cái phần mềm này là dành cho những cái khối nhà hàng ăn uống, quán cà phê, trà sữa, những cái quán bánh kem, nói chung là về ăn uống. Vậy thì trong cái ngành ăn uống đó, khách hàng có những trải nghiệm gì mà khiến cho họ có một cái ấn tượng tốt? Ngược lại là những trải nghiệm gì mà khiến cho khách hàng cảm thấy là không thích thú và có thể là họ sẽ không bao giờ quay lại cái quán đó lần thứ hai nữa? Thì cùng với Ly, các bạn sẽ trải nghiệm qua những cái ví dụ mà Ly sẽ nêu ra cùng với các bạn ngày hôm nay ha. Đầu tiên là về cái dịch vụ ăn uống trước. Thì nếu như các bạn tới một cái nhà hàng mà các bạn bước chân vào nhà hàng, các bạn đã thấy là bàn ghế thì không có sạch sẽ, là mình đã thấy đánh giá điểm thấp rồi, là mình đã muốn đi ra rồi đó. Nhưng mà nhiều khách hàng dễ tính đó, thì họ tới nơi rồi thôi, lỡ rồi bước vô cũng ráng ăn bữa thôi, định bụng không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là cái điểm yếu kém thứ nhất. Rồi khi mà họ đã ngồi xuống và họ kêu món ăn rồi, họ chờ lâu quá, món ăn lên lâu quá, thì lại là một cái điểm cộng yếu kém thứ hai. Tới khi tính tiền thì sao ạ? Tính nhầm, tính dư ra, thay vì là cái món này là họ gọi size S, size nhỏ nhất, thì lại ghi nhầm qua là size M, thì cái giá tiền nó cao hơn. Thế là mình sẽ có đôi câu mình điều chỉnh lại, mình nói chuyện lại với nhân viên. Thực ra là mình cũng rất là bực mình rồi, đúng không các bạn? Thì đó là những cái trải nghiệm không tốt. Nhưng ngược lại, có những cái quán ăn mà họ làm rất là chuyên nghiệp thì sẽ tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng, và chắc chắn rằng là họ sẽ quay lại lần thứ hai. Kèm theo đó, cái việc mà làm cho khách hàng hài lòng sẽ khiến cho khách hàng họ truyền tải cái thông điệp của nhà hàng đó, sẽ kể với bạn bè người thân. Có nghĩa là ví dụ như ai muốn đề xuất đi ăn là nên đến cái chỗ đi, tại vì mình đã tới rồi, rất là ok đi. Thì Ly nghĩ là các bạn đã nghe cái câu đó rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Ví dụ như hồi trước nhóm của bên Ly có đi ăn ở nhà hàng Halilao. Thì các bạn biết đây là một cái chuỗi nhà hàng họ cũng đã rất có nổi tiếng rồi, và họ đã có nhiều năm hoạt động rồi, cho nên là họ sẽ đúc kết kinh nghiệm. Thứ nhất là khi mà tới nơi này, các bạn sẽ thấy có nhân viên đứng ngoài cửa để mời chào đi vào. Và khi bước chân vào thì sẽ thấy là cơ sở vật chất, bàn ghế rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và ở đó thì họ nổi tiếng là cái món lẩu. Và khi mà ăn lẩu thì các bạn biết là một cái món nước mà mình dùng thì nhiều khi là cái nước dùng nó có thể nó rơi vãi trên bàn, thậm chí là rơi trúng quần áo của mình. Mà nếu như mà buổi trưa mình đi ăn công sở về thì buổi chiều mình còn tiếp tục mình làm nữa, cho nên cái việc mà vấy bẩn quần áo như vậy thì không ai thích hết. Thì một số nhà hàng họ sẽ để cái gọi là cái khăn á các bạn, họ sẽ để cho mình một cái khăn để mình chải lên trên đùi, để là thức ăn có lỡ mà rơi xuống thì cũng trúng cái khăn chứ không có trúng quần áo của mình. Nhưng mà nhiều khi thức ăn là không rơi trúng cái khăn các bạn, mà lại rơi trúng vào cái phần áo của mình, như vậy thì cũng đâu có được đâu, đúng không ạ? Do vậy mà Halilao họ để ý cái điều đó các bạn. Họ cho khách hàng một cái tạp dề luôn. Và khi mà khách hàng mặc vào như vậy á, thì khách hàng cảm thấy rất là thoải mái, yên tâm khi mà dùng bữa. Lúc mà mình dùng thức ăn thì tha hồ, đúng không ạ? Giống như là mình mặc một cái tạp dề khi mà mình nấu ăn vậy đó các bạn. Nó rất là yên tâm. Rồi, khi mà khách hàng đeo lên một cái tạp dề thì trên cái tạp dề đó có cái logo của nhà hàng. Và các bạn để ý đi, khi mà khách hàng mà đi ăn á, thông thường người Việt của mình sẽ đi ăn theo nhóm hoặc là rủ vài người bạn đi, chứ ít khi nào mà họ đi ăn một mình lắm. Thì họ sẽ có một cái nhu cầu nữa là chụp hình chung với nhau, đúng không ạ? Và khi mà chụp hình như vậy thì các bạn thấy là người khách đang mặc một cái tạp dề của nhà hàng, trên cái tạp dề có cái in cái logo của nhà hàng đó. Và khi mà họ ngồi chung với nhau họ chụp hình
thì vô hình chung có phải là cái thương hiệu của nhà hàng đó đang được lan tỏa đúng không các bạn? Đó thì đây là một vài cái điểm mà khi mà kể ra này các bạn sẽ thấy cái sự trải nghiệm nó vô cùng quan trọng. Vậy thì cái việc mà người khách hàng cảm thấy vui vẻ thoải mái khi mà tới nơi ăn uống thì chắc chắn là họ sẽ quay lại lần thứ hai, kèm theo đó là những cái món ăn tất nhiên là phải ngon. Và đặc biệt ở cái Halilao có một cái ấn tượng mà Ly nhớ hoài không có quên, đó là trong cái đoàn của Ly đi ăn thì có một cô bé đang mang mang bầu, thì cái bạn nhân viên á, bạn mới chú ý tới thì bạn mới đem một cái đôi vớ nhỏ nhỏ thôi dành cho trẻ sơ sinh á, tặng cho cái cô bé trong đoàn mà đang mang bầu đó. Thì cô bé nó rất là ngạc nhiên và cũng rất là cảm thấy là happy các bạn. Và nói là ôi cho lần đầu tiên em đi ăn mà được tặng một món quà dễ thương như vậy. Thì các bạn thấy đó, chỉ có một cái món quà nho nhỏ thôi mà đã gây được một cái ấn tượng rất là tốt với khách hàng. Kèm theo đó là cái dịch vụ mà các bạn khi mà đi ngồi ăn chung một cái bàn như vậy nè, thì cái xô đá nó ở phía sau lưng của ly nè, và khi mà cái ly mình muốn thêm nước đá vào thì ly mới ngoái lại để mà tự tự lấy nước đá thêm vô cho mình. Thì cái bạn nhân viên đứng gần đó đó, bạn nó chạy tới ngay liền luôn và bạn nói là chơi chị đừng có làm, để em làm cho. Và lần thứ hai thứ ba thì bạn đó vẫn như vậy nha các bạn. Bạn đó quan sát tất cả những cái người khách hàng trong cái khu vực mà bạn quản lý, và mỗi một người khách hàng họ đang muốn có một cái nhu cầu gì hoặc là tự phục vụ cho mình, nên là cái người nhân viên nó chạy tới liền luôn. Ví dụ như à chị ơi để em nhặt cái khăn, khách hàng vừa mới rớt cái khăn, chị ơi để em lấy nem đá, hoặc là cần chị quay lại ngó giáo giác để mình kiếm người phục vụ mình lấy cái menu mình gọi thêm món, là cái người nhân viên nó đã biết ý là xuất hiện rồi, là hỏi à chị cần gì cái gì đó. Thì các bạn thấy đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà khách hàng đi ăn. Cho nên là những cái thương hiệu nổi tiếng càng ngày các bạn sẽ thấy là họ sẽ mở thêm nhiều chuỗi nhà hàng và họ có một cái chức năng đó là nhượng quyền thương hiệu nữa, các bạn có để ý không ạ? À? Càng ngày càng nhiều cái chuỗi mở ra nhưng mà không phải là chính chủ mà họ nhượng quyền thương hiệu. Chính cái nhượng quyền thương hiệu đó sẽ đem tới cái thương hiệu của họ càng ngày càng lan tỏa ra cộng đồng nhiều hơn nữa. Vậy thì đối với một cái phần mềm sẽ giúp gì cho khách hàng trong cái việc trải nghiệm? Lấy ví dụ cụ thể hơn ha. Hồi Tết vừa rồi khi mà từ quê vào á, thì Ly với lại ông xã và cả gia đình có đi ăn ở một cái quán ăn. Thì ông xã Ly mới nói là cái quán này rất là ngon. Thường ngày là gần công ty của ảnh là ở buổi trưa thường hay ra đây ăn nè. Thì sẵn bây giờ cả gia đình có cơ hội để hội tụ lại thì ảnh mới dẫn cả gia đình tới đây để ăn thử cái món đó. Và Ly còn nhớ đó là những cái món về miền Trung, ví dụ như là mì Quảng hoặc là bánh xèo, bánh bột lọc, đó những cái món tương tự là như vậy. Thì khi mà mình bước vào quán là mình đã thấy một cái quán rất là đông, và đi cũng nghĩ là sau Tết mà nhiều hàng quán họ đang đóng cửa mà khu này chỉ có một cái quán này đang mở thì tất nhiên nó sẽ đông, nhưng mà bù lại thì thức ăn ngon thôi cũng được thì mình cũng chịu chờ. Nhưng mà bất ngờ là khi mà bước vào quán đó các bạn, thứ nhất là cái quán rất là lộn xộn tại vì nhiều người đông quá, mà chủ quán lại không có phân công cho nhân viên là mỗi một người phụ trách một cái khu nào đó. Khi mà mình đi vào thì bắt đầu mình phải chờ một chút xíu thì mới có bàn ngồi xuống, và cái bàn đó là chưa được dọn dẹp liền luôn đó bạn. Người khách họ rời đi mà nhân viên cứ đợi y nguyên như vậy, họ không có tới họ dọn dẹp liền cho mình phải ngồi đợi một chút xíu thì mới có nhân viên tới dọn bàn. Sau đó là họ đưa cái thực đơn cho mình gọi món và cũng chờ rất là lâu. Thì mình nghĩ quán đông thôi mình cũng ráng mình chờ, nhưng mà được cái món thứ nhất lên, món thứ hai, cái món thứ ba chờ hoài không thấy lên. Thì ông xã Ly mới đi vào quầy để hỏi, thì quầy mới nói là à xin lỗi anh chị, cái món này hết rồi, ngày hôm nay đông khách quá cho nên hết rồi. Rồi ông xã Lê mới nói ok vậy thôi cũng được, vậy thôi ăn xong hai món này thì tính tiền. Thế khi mà mình nói là tính tiền rồi á, rồi mình có cái bill mình chuẩn bị mình tính tiền, thì cái người phục vụ họ lại bưng cái món thứ ba lên. Thì các bạn thấy nghĩ sao ạ? À? Tại vì họ đã làm rồi mà, nếu mà mình không dùng thì sao? Họ phải bỏ cái món đó đi, thế là gia đình phải ngồi lại để
ăn thêm cái món thứ ba đó. Và sau khi mà tính tiền xong rồi á, thì mới nói lại với cái người chủ là: ơ sao hồi nãy á, anh nói là cái món này hết rồi bây giờ lại bưng lên. Thì cái ông chủ ông cũng xin lỗi, ông nói là do là nhân viên không có kiểm tra kỹ á, thì anh chị thông cảm giùm. Thì tất nhiên là mình cũng nói chuyện lịch sự với nhau, nhưng mà đó là một cái dấu ấn mà Liên nghĩ là nó không tốt. Và trải qua cái vụ việc đó thì lần thứ hai mà có ý định mà đi đâu ăn thì chắc chắn là Liên sẽ né cái quán đó ra, bởi vì cái quy trình phục vụ nó không được chuẩn chỉnh. Liên cứ nghĩ rằng cái quán đó là sẽ không có một cái phần mềm hỗ trợ, nhưng mà thực tế là họ có. Tại vì khi mà ra cái bill tính tiền á, nếu như họ không sử dụng một cái phần mềm nào thì các anh chị sẽ thấy thường họ sẽ đưa một cái hóa đơn viết tay, hoặc là chủ quán viết tay ra một cái tờ giấy và đưa tính tiền thôi. Còn ở đây là họ có chạy ra một cái bill luôn, nhưng mà mình lại nhìn xung quanh quán thì mình lại thấy một cái sự lộn xộn xô bồ, và một vài những cái bàn xung quanh họ lại gặp một cái tình trạng giống hệt như mình. Có nghĩa là khi mà họ gọi món thì đợi lâu, là khi mà họ muốn tính tiền hay cái gì là thấy cái món nó đi lên. Thì Lý thấy là nếu không có một cái quy trình quản lý cho nhân viên, nhân viên phải phân công ra phục vụ từng khu vực một, cái nữa là phải có cái sự phân bổ về thức ăn, ví dụ như một cái phần mềm khách đã order ở cái bàn đó đã được phục vụ hay chưa, thì sẽ tránh được cái trường hợp là khách tới gọi món xong mà kêu là không có rồi mới bắt đầu. Khi mà người ta đã nói là không có chuẩn bị đi về, bắt đầu lại bưng ra là gây ấn tượng không có tốt đối với khách hàng. Đúng không ạ? Thì đó là những cái việc mà Liên muốn chia sẻ với các bạn trong cái ngành ăn uống hiện tại ha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái bài cụ thể của bên mình luôn bằng cái phần mềm GoFMB nha các bạn. Thì cái chủ đề của mình là tăng trải nghiệm khách hàng ngành F&B, là ngành ăn uống ha, bằng cái phần mềm GoFMB của mình. Vậy thì để hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời các bạn theo dõi. Thứ nhất là mình tìm hiểu là bao nhiêu phần trăm khách hàng tăng, là vì sao tăng, rồi cái ô đó là bao nhiêu phần trăm ha. Tăng sự hài lòng trong trải nghiệm khách hàng thì sẽ tăng được từ 25 cho tới 95% lợi nhuận. Mời các bạn đoán. Bạn đầu tiên 75%, bạn thứ hai đoán bao nhiêu phần trăm? 57%. Bạn thứ ba đoán bao nhiêu? 60%. Rồi, đây là một cái sự ngạc nhiên cho các bạn đây. À, sao nó không chạy vậy? À, chỉ có 5% thôi các bạn thấy không? Chỉ có thêm 5% sự hài lòng trong trải nghiệm của khách hàng mà có thể tăng được tới từ 25 cho tới 95% lợi nhuận luôn. Đó, cho nên cái sự trải nghiệm của khách hàng có tốt hay không rất là quan trọng các bạn ha. Rồi, cái thứ hai. Có đến bao nhiêu phần trăm khách hàng sẽ lựa chọn những thương hiệu cho cảm giác thực sự hiểu và quan tâm đến họ? Mời các bạn đoán. Bạn đầu tiên. Rồi, bạn đầu tiên là 35%. Bạn thứ hai. Bạn thứ hai 85%. Bạn thứ ba. Bạn thứ ba là 50. Ai gần đúng thì được quà ha. 79% là ai gần đúng ạ? Đúng rồi. Rồi. Đây, quay cho bạn xíu lên máy ha. Đây, các bạn online trả lời bao nhiêu? 50%, sai rồi, bạn Thanh Phúc. Rồi, chúng ta đi tiếp ha. Vậy thì các bạn đã hiểu ra là cái sự trải nghiệm rất quan trọng. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu là những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng ăn uống các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhìn hình để đoán ý nghĩa. Đầu tiên, cái hình đầu tiên hồi nãy cái tiêu đề là những yếu tố ảnh hưởng tới sự trải nghiệm của khách hàng. Rồi, cái hình này theo các bạn là yếu tố gì nè? Yếu tố gì mà ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của khách hàng? Không gian. Không đúng.
Theo cái hình này nha. À, thì chị nói là nhìn hình đoán nghĩa mà. Rồi bạn gái. Sự liên kết giữa các nhân viên. Còn các bạn nam này. Sự liên kết giữa cái gì? À, như vậy là bạn nam chính xác. Đây, chị sẽ lật cho các bạn xem ha. Đó, sự gắn kết với khách hàng, đúng không các bạn? À, chứ còn liên kết với nhân viên là sao? Tôi đang nói tới sự trải nghiệm của khách hàng mà, đúng không các bạn? Rồi, thứ nhất, các bạn nhìn ha. Gắn kết với khách hàng. Rồi, qua cái hình thứ hai nha. Rồi các bạn xem hình. Đầu tiên là sự gắn kết. Bạn nữ. Sự đoán thử đi. Chia sẻ. Rồi, bạn nam thì sao? Quan tâm. Bạn ở dưới cho họ đi, cũng gần gần rồi nhưng mà chưa tới. Đâu, bạn online đoán cái gì? Trao niềm tin hả? Bạn online đoán là trao niềm tin, không đúng luôn. Đây, trao cái gì đây? Ủa sao của chị lên là mở cho nó tài lên chậm dễ sợ. Trao quyền lực cho khách hàng, đúng không ạ? Trao quyền lực ha. Nhắc lại nha, đầu tiên là trao cái gì ạ? À, ra sự liên kết, kết nối với khách hàng. Cái thứ hai là trao quyền lực. Rồi, cái thứ ba. Đấy, dễ hơn nè. Thứ ba là gì đây? Cái thứ ba là gì? Bạn nam cuối cùng. Lắng nghe. Chính xác. Lắng nghe khách hàng nha. À, kẹo cho em ở đây. Bức hình kế tiếp. Yếu tố gì? Cậu vũ của em là gì? Đúng rồi em đó. Thái độ hoan nghênh có nghĩa là khách hàng tới là phải niềm nở chào đón, đúng không? Còn bạn nữ thì sao? Rồi, đọc ha. Tạo sự vui thích cho khách hàng, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nha. Rồi, nhìn cái hình nè, chú ý cái hình. Đó là một cái giỏ. Cái giỏ có cái gì đặc biệt nè? Dạ, có gì đặc biệt? À, rồi, còn bạn nữ. Nhớ ngày đặc biệt. Còn bạn nam cuối cùng là gì? Giống luôn. Không ai đúng hết trơn. À, cá nhân hóa. Tại sao chị nói cái hình này mà chú ý vào cái giỏ là các bạn thấy nè. Mừng ngày tình nhân vui vẻ, quy cộng ca là gì đây? À, nhiều khi là cái tên người, đúng không ạ? Rồi ở đây nè, cái tên người nè, tên gì đây? À, cái chữ này là thay tên cộng với thay tên nè. Có nghĩa là khi mà mình đặt người ta mua cái giỏ này thì người ta sẽ in cái tên của người bạn của bạn vào, đúng không? Ví dụ như ngày lễ tình nhân đi, in tên của bạn và người yêu ở đây. Thấy đặc biệt không ạ? Thì cái đó gọi là cái gì đấy? Cá nhân hóa, đúng không các bạn? À. Rồi, bây giờ mời một bạn tổng kết để lấy quà.
Bạn nào tổng kết lại cho chị những yếu tố vừa qua? Khoan, nhìn vô hình kết nối là chữ nào đây? Kết nối là ở chữ nào? Mấy bao nhiêu phần trăm? 46% kết nối. Rồi, tiếp tới là gì đây? Trao quyền lực là cái gì? 52%. Rồi. Rồi. Đúng rồi, chính xác. Rồi, qua cho bạn hai cục kẹo luôn. Ha. Xíu nhớ quà mình tự lên lấy nha. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, như vậy là các bạn có những yếu tố nè. 1, 2, 3, 4, 5 yếu tố ảnh hưởng tới cái sự hài lòng của khách hàng, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần mềm để xem coi là cái phần mềm GoFMB của mình sẽ giúp cho khách hàng làm được điều gì khi mà tăng cái sự trải nghiệm của người buyer của mình nha các bạn. Đây. Thì trong cái phần mềm quản lý GoFMB, các bạn sẽ để ý để tăng sự trải nghiệm thì cái yếu tố sao ạ? Cá nhân hóa, đúng không ạ? Vậy mời các bạn cho chị ý kiến, cá nhân hóa thì phần mềm của chúng ta giúp gì được trong cái phần yếu tố cá nhân hóa đó? Mời các bạn. Giờ chúng ta có yếu tố cá nhân hóa, chị sẽ đánh vào yếu tố đó đầu tiên. Cái nào sẽ giúp cho cái người seller của mình cá nhân hóa tiếp cận khách hàng bằng cái yếu tố là cá nhân hóa được mã khuyến mãi như ngày sinh nhật? Cái đó là gửi mã đúng không? Mà gửi bằng gì? Cái này là có email à, đúng không? À, chiến dịch email, chúng ta có cái phần đầu marketing nè, đúng không ạ? Hoặc là chiến dịch thông báo là có đẩy tới cái app của khách hàng luôn, là cá nhân hóa. Chiến dịch email thì mình gửi email chúc mừng khách hàng. Rồi, quà của bạn. Còn cái nữa, còn chỗ nào nữa nè? Chỗ nào nữa? Tại vì cái mã voucher của các bạn là đã được gửi vô trong cái phần chiến dịch rồi. Chúng ta có chiến dịch email và chiến dịch thông báo đẩy. Thì đẩy cái gì? Đẩy lời chúc mừng cộng với... Ok, được rồi, cảm ơn em. Đẩy cái voucher tới cho khách hàng được không? Vậy là không có nói tới voucher nữa nha. Thì có cái gì cá nhân hóa nữa nè cho phần mềm này? Có cái gì? Điểm tích lũy thì chưa, chưa phải là cá nhân hóa, vậy ai cũng được hết, đúng không? Ai mua hàng cũng được có tích lũy điểm hết thì gọi là chưa có, à chưa có gọi là cá nhân hóa được. Nó có gì trong này nào? Kéo lên, kéo xuống, kéo tới, kéo lùi, cái gì nè các bạn? Các bạn online cây ý kiến gì không? Phân nhóm khách hàng đúng không ạ? Phân nhóm khách hàng để chăm sóc một cách cá nhân hóa được không? Phân nhóm ở đâu? CRM, tạo nhóm khách hàng đúng không ạ? À, tùy vào cái hành vi mua hàng, ví dụ chúng ta có thể phân nhóm là khách hàng thích uống trà sữa, chúng ta sẽ bắt đầu cái đợt sale của trà sữa, chúng ta mời cái nhóm này đúng không ạ? Đó là cá nhân hóa. À, rồi, cá nhân hóa thì sẽ giúp cho khách hàng cảm nhận là mình được tôn trọng, mình được nhớ tới, được không ạ? Rồi, cái yếu tố thứ hai nữa là yếu tố gì trong 4-5 cái yếu tố đó? Thì có một cái yếu tố nữa là trao cái quyền lực, đúng không ạ? À, quyền lực là sao? Người ta có thể làm cái điều nào mà mình cho phép người ta làm trong cái power của người ta. Vậy thì cái quyền lực của người khách hàng là gì? Người ta có quyền được chọn món, được chọn theo sở thích, đúng không? Ví dụ như các bạn uống một ly trà sữa đi, các bạn được quyền chọn đá nhiều hay đá ít, đúng không các bạn? Size lớn hay size nhỏ, đâu mà đó là quyền của người ta. Phần mềm của chúng ta làm được điều đó không các bạn? Được, đúng không ạ? Rồi, mời các bạn thực hành thử ha. Rồi, bây giờ chị sẽ làm một cái sản phẩm để cho các bạn xem.
Đây, chị sẽ bán trà mảng cầu. Đây, chị mở ra cho các bạn xem. Được không? Trà mảng cầu của chị thì sao? Đây, tên trà mảng cầu. Và chị có hai topping, đó là thạch trái cây với lại trân châu. Được không ạ? Giá tiền thì sao? Chị có 3 size, là size S, size M và size L. Mức độ đá chị có này là tùy chọn. Mức độ đá bình thường, ít đá và nhiều đá. Cái mức độ đá này mình làm ở đâu các bạn? Trong phần nào chị sẽ tạo được cái mức độ đá này? Trong phần tùy chọn ở đây, đúng không ạ? Chị mở cho các bạn xem nha. Tại vì các bạn đang là CS, các bạn sẽ phải thiết lập cho khách hàng, cho nên các bạn phải rành cái điều này ha. Đây, được không ạ? Tùy chọn nè. Rồi, mức độ đá nè, các bạn thấy không? Chị sẽ mở ra cho các bạn xem cái cách tạo như thế nào. Đầu tiên là cái tên của cái tùy chọn đó, đúng không ạ? Và cái nguyên liệu để tạo ra cái tùy chọn đó, đó là đá bi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có hạn mức như thế nào? À, đặt là mặc định là ít đá, có nghĩa là 50% cái lượng đá, đúng không? Bình thường là 100% luôn. Rồi, nhiều đá thì sao? 150%, đúng không ạ? Như vậy các bạn lưu ý, cái số bên đây là cái số phần trăm, nó sẽ dao động ha, phần trăm. Còn cái này là cái tên mình đặt vô để cho người ta biết, người ta chọn, đúng không các bạn? Nó đơn giản ở cái phần tùy chọn này. Nếu như chị muốn thêm nè, chị bấm thêm mức tùy chọn. Các bạn thấy không? Nó sẽ hiện ra thêm một cái ô cho mình nữa ha. Rồi, nhớ cái này để làm nha. Rồi, tùy chọn đó. Rồi, hồi nãy quay lại cái món của chúng ta có cái gì nè? Có cái topping. À, topping của chị đang là thạch trái cây hoặc là trân châu. Topping nó tạo ở đâu các bạn? Đây, nhìn vô đây, trong cái menu sản phẩm thôi. Vậy topping nó tạo ở đâu ra mà chị móc lên chị bỏ ở đây được, đúng không ạ? Rồi, mà các bạn tìm hiểu xem. Có nhìn có hốn ra nữa. Có đâu mà ra. À, trong cái menu là không có cái chữ tùy chọn để các bạn tạo. Tạo ở đâu? Có bạn nào chỉ với chị không? Các bạn online có ai biết không ạ? Đơn giản thôi, đây. Trong sản phẩm, tạo quản lý sản phẩm, chị sẽ bấm vô quản lý sản phẩm cho các bạn xem nha. Chị sẽ bấm nút thêm mới, đâu mà. Thì bây giờ, ví dụ như chị chọn là chị chọn thêm thạch vải là cái món topping của chị, đúng không ạ? Rồi, và các bạn lưu ý là các bạn click vào đây thì nó sẽ trở thành topping thôi, đúng không ạ? Rồi, ví dụ bây giờ chị lấy một cái món topping để chị làm, đã làm sẵn rồi cho các bạn xem nha. Ví dụ, cái thạch trái cây là cái món topping của chị nè. Chị edit cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Chị có click vô đây nè. Thay vì là tạo món thì bạn click vô thì cái món nó trở thành topping, đúng không các bạn? Lưu ý điểm này. Rồi, ở đây có gì đặc biệt nữa nè? À, chị có topping thì sao? Có phải làm không các bạn? Phải làm chứ. À, nhưng mà chị không có bột năng, chị bỏ vô bột cà ri với lại đường đúng không ạ? Để tạo thành cái món topping là thạch trái cây, không biết ăn xong có bị tào tháo ruột không nữa được không? Nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn đã được chị nhập vô bột năng rồi ha. À, nếu các bạn làm trân châu thì sẽ có bột năng để cho các bạn làm. Đây, được chưa? Đây, như vậy là các bạn biết ha, click vô đây để trở thành topping. Và topping phải cấu hình, cấu tạo bởi những cái nguyên liệu gì để tạo thành cái topping đó, đúng không các bạn? Xong rồi các bạn mới đặt cái giá của topping, đúng không? Và quy trình như thế nào, giống như chúng ta tạo món vậy đó, các bạn phải kéo xuống dưới đây nha, để các bạn sao tạo cái nguyên liệu, cấu hình cái món đó để ra cái code ở dưới đây nè. Rồi các bạn mới quay lên đây, các bạn mới đặt cái giá để bán, đúng không các bạn? Giá này là giá bán, còn giá này là giá code của mình, cho nên mình phải tạo cái giá code trước rồi mới quay lên đây để đặt cái giá bán, được không? Rồi, như vậy là biết tạo topping, biết tạo tùy chọn rồi. Bây giờ tạo sản phẩm, được không ạ? Tạo sản phẩm, ví dụ đây là cái món trà mảng cầu. Mở cho các bạn xem. Rồi, kéo xuống dưới, hẳn xuống dưới cho các bạn thấy. Trà mảng cầu thì cấu hình bởi mảng cầu và đường, được không các bạn? Rồi, cái mảng cầu này chị chưa hề nhập vô thì các bạn có tạo được món không? Nếu các bạn chưa nhập vô
thì các bạn có thể tạo được món không? Không, đúng các bạn. Tại vì sao? Món là bạn phải bung ở đây, phải có trong cái nguyên liệu này thì các bạn mới tạo được món. Vậy thì nếu mà một cái thức ăn, một cái nguyên liệu mà chưa có trong hệ thống thì chúng ta phải đi đâu ạ? Nhập vô ở đâu? Nhập vô ở đâu các bạn? Nhập vô ở đâu? Vô kho hàng để nhập. Được không? À, nhớ chưa? Không nhớ ghi nha. Rồi, chúng ta sẽ tạo từ nguyên vật liệu trong kho hàng. Chị đọc lại một lần nữa. Đối với một nguyên liệu chưa hề có mà chúng ta cần để tạo món ăn thì chúng ta phải tạo là nguyên vật liệu. Đúng không ạ? Tạo như thế nào? Này, chị mở một cái cho các bạn coi. Ví dụ như chị có cái món bún nè. Chị mở đây. Nó nhanh ha. Chị đặt tên, mô tả. Mô tả có hay không cũng được. Tại vì nó không có cái dấu sao đỏ đó là không cần cũng được. Danh mục chị tự chọn. Giá này là sao? Lưu ý cái phần giá của nguyên liệu bạn nhập vào. Giá vốn cho mỗi đơn vị trong một cái tô bún bò Huế của chị thì chỉ có 100g bún thôi. Và 100g bún này nó là 2.000 đồng. Đúng không ạ? Nhưng để ý cái chỗ giá này nó đâu có dấu sao màu đỏ đâu. Cho nên các bạn không cần điền chỗ này. Thì làm sao mà ra cái giá này? Rồi đi tiếp nè các bạn. Các bạn sẽ phải để cái đơn vị căn bản vào. Ở đây chị để là 100g để chị định lượng cho một cái tô bún là 100g. Được chưa? Rồi thêm đơn vị nhập hàng là chị nhập theo kg chứ đâu phải là nhập theo trăm gram, đúng không các bạn? Cho nên các bạn phải bấm là thêm đơn vị nhập hàng. Đây là ký và ký là gấp 10 lần 100g. Được không? Rồi kéo xuống dưới. Mã lưu kho không cần điền. Số lượng tối thiểu có thể điền hay không tùy bạn, được không? Số lượng tối thiểu để cảnh báo gần hết đó thì nó báo, được không? Rồi chi nhánh là bắt buộc phải có. Nhưng khi các bạn bấm vô cái tất cả chi nhánh này nè, ban đầu nó sẽ không có số gì cho nó sẽ là số 0, được không? Bạn phải bấm vô click vô cái ô này và bạn click ra lại thì nó mới nhận định cái ô đó có số 0 nha các bạn. Chứ các bạn thấy số 0 ở đó các bạn kéo lên các bạn bấm vô cái nút thêm để mà tạo cái nguyên liệu, nó không cho. Hiểu không các bạn? Nó sẽ báo lỗi liền, được không? Nếu các bạn chọn tất cả chi nhánh thì các bạn cứ để 0 cho chị nha. Để tất cả hoặc là chọn một chi nhánh đều được thì không cần click vô này, chọn một chi nhánh ở đây thôi. Nhưng các bạn phải điền số 0 ở đây. Được không? Hiểu chưa các bạn? Chỗ tất cả chi nhánh khi tạo nguyên vật liệu để số 0 cho chị. Rồi, bạn bấm cái nút thêm trên đây là tạo xong nguyên vật liệu đó. Khi đã có nguyên vật liệu rồi, lưu ý bước thứ hai các bạn sẽ làm đơn nhập hàng. Đúng các bạn? Tạo đơn nhập hàng, tạo nguyên vật liệu thì thêm mới này cho các bạn xem. Các bạn cứ điền hết nha. Nhà cung cấp, điểm đến, chọn một trong hai chi nhánh. Các bạn nhập vô thì lúc đó các bạn mới lấy được cái tên nguyên liệu các bạn đã tạo chỗ cái phần mà nguyên vật liệu đó. À các bạn lấy ví dụ như muốn nhập bò. Lúc này các bạn mới có số lượng nè. Đơn vị nhập kho hồi nãy là mình ký nè. Rồi cái giá của một ký. Đâu mà. Rồi lúc mà các bạn hoàn tất thì cái đơn hàng nó sẽ đi theo từng bước. Và các bạn phải bấm cái nút cuối cùng là hoàn thành luôn nó mới xong được. Đâu mà. Rồi khi nhập hàng xong thì sao? Bây giờ chị mới nhập vô có một chi nhánh là Tân Bình nè. Tân Phú nó muốn bán làm sao? Chị phải đi chị chuyển hàng. Rồi chị bấm qua cái nút chuyển hàng ở đây. Được không? Từ từ các bạn làm đơn giản nhưng mà chị sẽ giải thích. Chị chuyển hàng thì chị sẽ làm một cái đơn chuyển hàng để chuyển từ Tân Bình qua Tân Phú. Chị chia đôi qua, chị nhập 10kg, chị chia 5kg qua. Thì lúc đó bên Tân Phú nó mới có cái nguyên liệu để nó bán. Được không các bạn? À, rồi như vậy thì đơn giản là các bạn sẽ tạo một cái sản phẩm thôi cho nó đơn giản. Được không ạ? À. À, chị sẽ cho các bạn tạo một cái sản phẩm mà bắt buộc các bạn phải tập nhập vô là nguyên vật liệu và làm một cái đơn nhập hàng cho chị, được không? Không có cần chuyển hàng cho đỡ mất thời gian. Rồi sau khi đã có nguyên vật liệu thì các bạn lên các bạn tạo cái sản phẩm cho chị, được không? Rồi chúng ta tạo trà gì, các bạn uống hết trà gì? Tạo trà dâu nha. Yêu cầu là có hình chị để sẵn trên desktop luôn rồi nha. Hình đây nè các bạn, hình đây nè, trà dâu. À có hình sẵn rồi nha. Tạo món ăn phải có hình nha. Được chưa? Rồi trà dâu. Trà dâu thì sao? À, tạo nguyên liệu đúng không? Tạo nguyên liệu trà, có trà rồi. À, tạo nguyên liệu là dâu.
không, tại nguyên liệu dầu, được chưa? Rồi gì nữa? Nhập hàng, các bạn phải làm qua cái bước nhập hàng. Nhập hàng dầu vô. Dầu vô chi nhánh. Chi nhánh Tân Bình ha. Rồi. Xong rồi, tạo trà dầu. Có hình. Có gì nữa? Có topping. Topping là gì? Thạch. À, ở chân trâu cũng được. Chân trâu trắng. Chưa có. Rồi. Rồi vậy thôi, đơn giản vậy thôi hà. À, rồi. Bây giờ ba bạn, cho nên là chị không có chia đội được nha. Cho nên là mỗi một bạn sẽ làm hết cái này. Và cái nguyên liệu của mình thì chỉ dụ như chữ dâu thì cứ xem số 1, đúng không? Bạn số 2 thì cứ thêm số 2 cho chị nha. Cái gì bạn thêm vô thì bạn cứ thêm số của mình. Rồi, chị phân chia bạn nữ là số 1, bạn nam áo trắng là số 2 và bạn nam kia là số 3, đúng không ạ? Nguyên liệu của mình nó có thêm số vô là không có bị trùng. Nhớ đừng có ghi vô cái mã lưu kho nha. Ghi chú nè. Cái này đầu tiên các bạn nhớ không? Mình bấm nó lỗi hoài cái mã lưu kho đó. Tự nhiên điền vô làm chi? Người ta đã nói đừng có điền vô rồi, nó bị trùng, được không? Không điền mã lưu kho, được không ạ? Để không nó bị trùng. Rồi, các bạn hiểu yêu cầu của chị chưa? Nhớ không? Nhớ ghi lại nha. Thứ nhất là bây giờ mục đích của mình là tạo một sản phẩm là trà dâu. Mà phải có hình nha, phải lót hình lên cho chị nha. Rồi, mà dâu chị không có, à, phải tự nhập. Rồi, phải có topping là chân trâu trắng. Chị cũng không có luôn, là phải tự tạo topping. Còn cái tùy chọn đá nhiều hoặc ít là chị có rồi. À, còn sai nữa. Sai. Sai S, M, L. Sai, sai. Tạo sản phẩm luôn. Đây, trà mãng cầu sai nè. Mở cho các bạn xem. Sai này các bạn sẽ thấy là cái phần giá nè, các bạn thấy không? Thông thường chỉ có một cái ô này thôi, thì các bạn cứ bấm thêm giá vô để tạo sai, đúng không ạ? À, đúng không? Rồi, khi các bạn tạo sai trên đây nè, tự động các bạn sẽ thấy cái sai dưới đây là nó thay đổi nè. Ví dụ như sai S ở đây có 11 à. Sai M thì sao? Nó sẽ tăng lên nè, các bạn thấy không? Số lượng nó tăng. Thì các bạn phải nhảy xuống đây các bạn chỉnh nha, đúng không? Rồi, các bạn có gì thắc mắc không ạ? Rồi, bây giờ Lady First hay là... À, Lady First ha. Rồi, bây giờ chị sẽ bấm cho bạn để coi coi là mình sẽ thi trong thời gian mỗi bạn có tối đa là 3 phút. Ai lên cũng được nha. Rồi, mỗi bạn sẽ có tối đa là 3 phút và chị sẽ coi coi bạn nào làm nhanh nhất thì sẽ được quà, đúng không ạ? Rồi, mời bạn. Đâu với gì vậy? Nghi gồm gì ta? Mười gram. Một ký hả cô? Hay là mình để ký?
Đánh gì nữa không ta? Mình tự cho giá luôn hết cô. À, sản phẩm à, em lộn. Có phần không ạ? Nguyên một liệu là cái gì vậy trời? Dâu. Dạ vâng.
dâu đừng nó hối ảnh nó nằm desktop. Ôi thôi em thích pin. Nó có sao nó hiện ở dưới. Em bấm thêm được không? Bạn này còn xíu 2-3 giây nữa là ôi trời. Quên sao đi. Em lấy luôn cái dầu mọt này được không cô? Thì này em đổi lên nghe. Ok. Ok, phê duyệt hoàn thành rồi lên. Cho trắng cho phim số 3. Công thức đường với bột năng. Thế đơn vị xong chài dâu à.
là không bằng nào khác hết. Nhưng bạn mà có thời gian ít nhất, gần xong nhất đó là bạn nữ. Chúc mừng em nào đến đây nhận quà cho quay mấy quay cho mấy bạn thấy bạn nữ đã và trẻ nhất trong cuộc đua những người chậm nhất. Dạ, cảm ơn thầy. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy là các bạn có hiểu được cái quy trình khi mà mình tạo được một món mới chưa ạ? À? À ha. Rồi lưu ý khi các bạn tạo cái đơn nhập hàng. Đây. Có một cái đơn, bạn này vừa mới tạo cái đơn mới thôi. Các bạn thấy cái chỗ này đơn mới không? Thì mình sẽ bấm vô cái đầu tiên ngay chỗ cái mã hàng đó. À, cái mã nhập hàng ở đơn mới nè. Rồi các bạn nhìn vô cái chỗ đơn mới. Ví dụ như ở đây các bạn sực nhớ ra, ôi tôi làm lộn rồi, tôi muốn sửa hoặc là tôi muốn xóa, thì các bạn sẽ click vô đây. Đâu mà có nút chỉnh sửa nè, có nút hủy nè, xóa nè. Rồi nếu các bạn bấm cái nút phê duyệt, nó đi tới cái thứ hai là đã duyệt. Rồi các bạn nhìn vô đây nè, vẫn còn chỉnh sửa được, vẫn còn hủy được, đúng không? Giờ bây giờ bấm hoàn thành luôn. Thì lúc này các bạn bấm vô cái chỗ lựa chọn, nó chỉ còn có in ra thôi, không chỉnh, không xóa. Không tin hãy đi ra ngoài coi nè. Đây, ở bên ngoài đây có cái nút xóa không các bạn? Không có nha. Cho nên đã phê duyệt hoàn thành xong là không xóa được nữa. Và khi các bạn đi vào trong đây cũng không xóa được luôn. Cho nên cẩn thận ở bước này khi các bạn tạo cho khách hàng. Đúng không ạ? Không biết bên F&B có cần phải lên nguyên liệu hay là mấy món cho khách của mình không các bạn? Ví dụ như bây giờ người ta bán cái gì, người ta đưa nguyên liệu cho các bạn, có cần phải nhập nguyên liệu cho người ta rồi lên món cho người ta không? Đó. Thì khi các bạn lên món hoặc là tạo đơn nhập hàng thì các bạn nhớ là hướng dẫn khách hàng những cái bước này, đúng không ạ? Rồi chúng ta quay lại cái đơn chuyển hàng nè các bạn. Tại vì hồi nãy chúng ta không làm, thì đây cô bấm thêm mới. Ví dụ như chuyển từ quận Tân Bình qua quận Tân Phú ha. Rồi chuyển cái gì? Hồi nãy chuyển dâu nha. Dâu 1. Ở tồn kho. Đây dâu 1 đây. Đỡ mà. Số lượng cho là 50 đi. Ủa nãy nhập dâu 1 là nhiêu ta? Dâu 1 nãy nhập nhiêu? 100 hả? Thì cho 50. Rồi đơn vị ký. Chờ. Rồi bấm thêm. Rồi nhìn nè các bạn. Ủa cái nãy là cái này đúng không ta? Nè, cái đơn mới nè, đang xử lý nè, chưa xong các bạn thấy không? Các bạn phải bấm chấp thuận nào. Mà trước khi đó các bạn coi thao tác của mình, chỉnh sửa được, hủy được. Bấm chấp thuận nè, nó đi tới đâu? Đang vận chuyển nè. Rồi, nó đang vận chuyển thì sao? Cái đơn vị đó các bạn quay trở lại cái phần nguyên vật liệu dâu á các bạn, là nó sẽ rút ra ở cái Tân Bình rồi nha, nhưng mà nó chưa chuyển đến Tân Phú luôn. Các bạn sẽ thấy số lượng đã được rút ra nhưng Tân Phú vẫn chưa có. Rồi khi mà các bạn bấm vận chuyển một lần nữa đã hoàn thành rồi thì sao? Tới đây là xong chưa các bạn? Chưa, bấm hoàn thành luôn được không? Phải có cái dấu check ở đây mới là đã hoàn thành. Rồi các bạn sẽ mở ra cái phần thao tác, các bạn thấy nè, lúc này là xong rồi nè, chỉ còn có in ra thôi, đúng không các bạn? Thì các bạn quay lại, cái này là dâu 1 đúng không? Các bạn quay lại nguyên vật liệu nè, coi cái dâu 1 đây. Các bạn thấy rõ ràng hồi nãy những cái chi nhánh quận Tân Bình hay Tân Phú mình đâu có nhập vô số lượng, các bạn thấy không? Mà bây giờ chuyển kho là đã có số lượng rồi. Các bạn thấy không? Mà hồi nãy cô bấm vô sao 50 thành là 100 gram thành là 5.000 nè, 10 gram thành là 5.000 nè. Các bạn thấy không? Đó, lưu ý cái chuyện đó ha. Rồi, như vậy là cái bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có gì thắc mắc không ạ? Các bạn ở đây có gì thắc mắc không? Các bạn online có gì thắc mắc không? Rồi, nếu không có thì cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi đào tạo của ngày hôm nay. Chúc các bạn làm việc được tốt ha. Chào các bạn nha.